Chào các bạn, mình là Lê Việt Trường từ KCDA. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập đầu tiên của series Sketchup to Autocad. Bài đầu tiên chúng ta sẽ nói về sự liên kết dữ liệu giữa Sketchup và Autocad. Như ở post trước mình đã từng nói về cái sự liên hệ này, chúng ta sẽ thực hiện theo sơ đồ Model xuất ra các view, sau đó trình bày trên các layout. Sau đây mình sẽ hướng dẫn kỹ các bạn thực hiện trên SketchUp. Chúng ta sẽ vào 3D Warehouse. Kiếm một cái model ok, tôi chọn cái này, một cái model đơn giản một tầng có mái ngói và được thực hiện khá chi tiết. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các view. View tức là các scene trong SketchUp. Đầu tiên là mặt bằng. Ok, mặt bằng máy. Điều lưu ý đầu tiên, các bạn phải đặt tên các xe kỹ. Sorry. Mặt đứng. Đứng hai, mặt đứng ba, mặt đứng số bốn. Sau đó là mặt bằng. Tại những cái view mà có mặt cắt, thông thường thì chúng ta sẽ ẩn mặt cắt đi. Mặt bằng kiến trúc. Ok. Sau đó ta sẽ cần một cái mặt cắt, một vài mặt cắt. Ok, tôi thích mặt cắt này. Chúng ta sẽ cần thêm một mặt cắt nữa.
Bây giờ chúng ta đã xong bước tạo các view. Bây giờ tôi sẽ ghi lại cái sơ đồ này cho các bạn dễ kiểm soát. Thứ nhất, như vậy từ cái model này có nghĩa là Sketchup model. Các view tức là các scene hiện nay chúng ta đang có là okay, cho là 8 scene. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái bước là export. Tám cái sample này thành là các file đuôi DWG để có thể truy cập vào trong AutoCAD. Ok, làm thôi. File export hay graphic, chọn kiểu file, nhớ check option AutoCAD version. Ok, tôi sẽ tạo thêm một tên là tutorial 1. Chúng ta sẽ lưu các file này vào một thư mục tên là extract. Ok, sorry, các bạn phải export từng sense một. Đầu tiên là mặt bằng máy, tới đây thì các bạn nên đặt tên đúng với các sense để sau này là chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu như là các tên file nó khác nhau, và điều này rất là quan trọng. Ok, mặt đứng số 1. Khi làm việc lâu dài thì các bạn có thể đặt một cái socket cho cái lệnh này. Mặt cắt 01. Mặt cắt 02. Đứng 02. Mặt đứng 03. Mặt đứng 04. Bằng kiến trúc. Ok,
Bước tiếp theo chúng ta sẽ mở AutoCAD lên. Thông thường thì cách làm ai cũng nghĩ tới là mở các file mình đã export lúc nãy ra. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì sau một thời gian nghiên cứu thì và đau khổ vì phương pháp này thì mình đã rút ra một cách khác để truy cập vào các file đó. Chúng ta sẽ tạo một cái file khác, có thể tạm gọi là file mẹ. Ở đây tôi lấy một cái template của công ty đã bao gồm các kiểu dim, một số layer cũng đơn giản mà. Rồi, chúng ta sẽ dùng một lệnh là extract để chèn các file này vào bản vẽ. Một cái bảng sẽ xuất hiện. Thì chúng ta sẽ chèn cái file này vào, có thể theo một thứ tự. Cái thông số này mình sẽ làm kỹ hơn trong những cái post sau. Hiện nay chủ yếu là chúng ta thấy được cái sự liên kết dữ liệu giữa Sketchup và AutoCAD, tại vì khi mà triển khai dài hơi thì chúng ta sẽ nói nhiều về modeling và các setting, có thể sẽ bị loãng cái ý chính của cái tutorial này. Cho nên là các bạn tạm thời cứ chọn như thế này, tôi sẽ giải thích sau. Chắc đó là một cái extract, tức là một cái file ngoài. Sau đó là một mặt kiến trúc. Đơn vị của cái model này nó hơi khác, không sao, chúng ta chỉ quan tâm tới chuyện sức bản vẽ. Tiếp tục mặt cắt số 1, mặt cắt 2, có thể sắp cho nó gọn ra ngoài một tí. À, chúng ta đã có tất cả các view, các hình chiếu mà cần thiết, thì chúng ta sẽ sắp nó vào một bản vẽ. Chúng ta sẽ dùng layout để sắp nó vào một bản vẽ, có thể là tạo một cái
sẽ có một cái tờ giấy đây, chúng ta kiểm tra lại cái tỉ lệ ở đây. Đúng. Ta sẽ phóng cái này lên cho coi như cái bề dày tường là 200 cái từ ngoài đi. Rồi bên này mình sẽ tạo một viewport. Đối với viewport này mình sẽ cho nó một cái tỷ lệ là 1:1. Thì chúng ta chỉ cho tỷ lệ 1/200, tức là nhỏ bằng một nửa. Tất cả các biểu bọn này chúng ta nên cho về layer default. Layer này là layer sẽ cấm in. Khi chúng ta in ra thì sẽ không thấy các đường biên của viewport. Ok, chúng ta có thể sắp thêm một vài mặt đứng ở đây.
ra chỉ là việc trình bày thôi. Tôi muốn chừa một chỗ cho một cái phối cảnh. Thế các đường biên của viewport có thể làm khó chịu cho các bạn, mình có thể ẩn nó đi. Được rồi, cái này tạm thời mình sẽ để cái phối cảnh ở đây. Chúng ta sẽ tạo một cái view phối cảnh. Chúng ta sẽ xuất cái phối cảnh này thành phái ảnh. Chúng ta để một các model của file Autocad thì chúng ta sẽ extract cái file ảnh nó vào cho nó. Chúng ta có phối cảnh. Như thế này, khi mà chúng ta đã tạo được một cái sự liên kết như thế này thì hầu như là tất cả mọi thay đổi từ bên Sketchup Model để được update qua bên đây. Chúng ta thử ví dụ. Ok. Ví dụ như là chúng ta có thể chỉnh góc tường này.
là biến chẳng hạn như là hình thức của cột này, cột giữa này có thể bị thay đổi hình thức một tí, chẳng hạn như là chân cột chân cao lên. Chúng ta có thể thêm chưa biết update cái này. Ok, có thể là chúng ta có thể update những cái này vào cái sự xuất hiện trên mặt bằng, như trên mặt bằng máy chúng ta cũng không cần phải như đấy, chúng ta có thể ẩn nó đi trong cái xe này, trong cái xe đây update mặt đứng. Ok, cạnh ô tô này nó sẽ bị crop, mà có thể ẩn nó đi. Mặt đó không quan trọng lắm. Save file này lại. Sketchup model. Nhờ, chúng ta sẽ làm lại cái động tác và update những cái thay đổi từ bên Sketchup model qua bên Autocad mặt đứng. Export ID graphic DTV. Đây là lúc quan trọng, các bạn đừng có xem nhầm file. Đây là mặt đứng công một. Export. Ok, mặt cắt công một.
kiến trúc. Ok, chúng ta cũng có thể là có thể đổi gì đó ở đây, ví dụ như chẳng hạn như là muốn cho thêm một cái bên. Ở trong gara chẳng hạn. Chúng ta có thể nhìn ở đây. Trong cái list của Xrep thì chúng ta có thể chọn, nó sẽ xuất hiện cái sự thay đổi là báo là những cái file này đã bị thay đổi. Chúng ta có thể reload nó. Ở đây chúng tôi sẽ để dành lại cho các bạn thấy. Reload. Các bạn đã xuất hiện ở đây. Chúng ta cũng có thể chọn Reverse Reload on Reverse để update tất cả các thay đổi của chúng ta. Đây, Derek xuất hiện ở đây. Phần góc tường đã được stretch đến đây. Xuất hiện by wrap. Chiếc sedan. Riêng phối cảnh thì cái file ảnh sẽ không sao chồng lên được, trừ khi là đã tắt cái file AutoCAD này đi. Cái đó mình sẽ làm sao, bây giờ mình sẽ lưu cái file AutoCAD này lại trước đây. Đạt được các phần phối cảnh. Đó là cái thứ nhất. Có một cách khác để update là bạn sẽ chẳng hạn như đây. Bạn sẽ export thành một file khác chứ không chồng lên. Trong AutoCAD thì bạn có thể chọn là relink nó. Như vậy khi mà chuyển qua layer chúng ta thấy thế nào? À, toàn bộ cái bộ đồ của chúng ta đã thay đổi. Thì còn lại chúng ta có thể làm một số cái kích thước. Tới.
hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúng ta sẽ nói thêm về những cái session ở trong post sau. Ok, quay trở lại với sơ đồ thì chúng ta có thể thấy được những cái file DPG mà chúng ta export lúc nãy. Tất cả những file này thông qua động tác extract. Đã tham chiếu vào một cái file bản vẽ lớn hơn và file này thì chưa cắt layout. Điều đặc biệt là chúng ta đã tạo được một sự liên kết dữ liệu từ một cái mô hình 3 chiều sang các bản vẽ 2 chiều và luôn luôn có sự cập nhật. Khi mô hình thay đổi thì chúng ta sẽ có những thay đổi được cập nhật ở bản vẽ. Đó là mục đích chính của phương pháp của chúng ta. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Lần sau tôi sẽ làm kỹ hơn về các cách diễn họa mặt cắt ở trong AutoCAD và update nó. Là một điều rất là mệt mỏi nếu như không có phương pháp. Thôi chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.